Về đây, xích. Nào. Rồi. Vào, ngồi im. Ngồi xuống. Rồi, ngồi xích. Milo ra đây. Ra ngoài. Milo, về xích. Về đây. Này đây. Ngồi xuống. Ngồi. Milo ngồi. Ngồi xuống. Rồi, giỏi. Hello, hôm nay mình xin chào toàn thể các anh em. Thì đã đến với hôm nay thì tiếp tục mình vẫn lại là chủ đề huấn luyện cho chó. Thì ở cái video phần 2 này thì mình cũng tập huấn luyện cho nó là cái lệnh ngồi tập trung. Đấy, nó ngồi nó nhìn mình thôi và nó tập trung để xem là nó cái độ nhận của nó đến đâu nhá. Thì như ở video hôm qua, hôm trước ấy là mình có dạy cho nó là nằm và ngồi. Đấy, còn như bây giờ mình sẽ bổ sung thêm cho nó là ngồi tập trung. Đấy. Thì là như anh em cũng biết rồi, nó là một con chó mà chưa được huấn luyện gì luôn, mà nó đây nó là như tờ giấy trắng luôn. Thì mình cùng huấn luyện để cho các anh em cũng cùng tham khảo. Và anh em chưa có kinh nghiệm thì cũng có thể là cùng huấn luyện với mình, cùng tham khảo kinh nghiệm với mình. Mà anh em nào thì có kinh nghiệm hơn rồi thì anh em cũng có thể là nếu thấy mình không đúng thì anh em cũng có thể là bổ sung giúp mình nhé. Thì rồi ok, thì mình sẽ bắt đầu là để máy quay vào một chỗ thì xong mình ra cùng với nó để mình huấn luyện nó nhé anh em. Anh em cùng theo dõi. Nào Milo, ngoan. Nào đi ra đây, xuống đây, Milo. Đây đây. Nào. Nào, Milo, ngồi. Milo ngồi. Ngồi xuống. Milo ngồi. Ngồi xuống. Rồi. Tập trung. Tập trung, nhìn tập trung. Nào. Đấy, xuống. Đấy, anh em ạ. Đấy thì là cái hôm nay là mình đã bắt nó ngồi rồi thì là lệnh ngồi là nó cũng thấy là khá ok rồi. Nhưng mà còn với cái lệnh nằm thì mới lại cái lệnh tập trung là nó hơi vẫn còn hơi mất bình tĩnh một chút. Đấy như hôm nay anh em ạ, mà hôm nay là ngày buổi thứ hai thôi. Nào Milo ngồi. Ngồi xuống. Rồi, tập trung, tập trung. Tập trung. Nào. Rồi, hướng. Hướng, rất tốt. Tập trung. Nhìn tập trung. Tập trung. Rồi, hướng. Rất tốt. Đấy anh em ạ. Nó rất tập trung luôn nhá. Nhưng mà để mà quát nằm thì chắc là chưa nằm được đâu. Milo nằm. Nằm xuống. Milo nằm. Đấy nó chưa nghe anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ dùng đến mồi để cho nó nghe. Đấy, bởi vì nó rất ham mồi. Rồi, Milo, nằm. Nằm xuống. Rồi, nằm im, nằm im. Rồi, giỏi. Đấy, và liên tục mình cũng vẫn là phải khen cho nó là giỏi anh em ạ. Milo, ngồi. Ngồi xuống. Ngồi. Rồi, nhìn tập trung. Đấy. Này. Rồi, đi lên đây. Lại đây. Nó vẫn chưa đi anh ạ. Milo, lại đây. Đi. Đấy thì là để bây giờ thì cái lệnh ngồi hầu như là hôm nay là nó đã ngồi ok rồi anh em nhé. Chỉ còn cái lệnh nằm và lệnh đứng lên là nó chưa nhận thức được nhé. Bởi vì nó chưa được dạy anh em ạ. À, Milo, nằm. Nằm xuống. Rồi, rồi. Đấy. Bao giờ mình cũng phải để cho cái phèo đít là nó được làm hẳn hoai xuống rồi thì mình mới cho nó ăn và mình mới thưởng cho nó. Thì không biết là anh em có dạy như thế không, nhưng mà mình thì mình dạy như thế thôi anh em ạ. Nào Milo, nằm. Đói. Milo, nằm xuống. Nằm. Nằm. Rồi, đói, được. Này, được. Milo, ngồi tập trung. Ngồi, nhìn. Nhìn tập trung. Rồi, rồi. Nhìn. Tập trung. Rồi. Nhìn tập trung. Rồi.
đấy, với cái lệnh ngồi nhìn tập trung này thì hầu như là em nó tiếp thu nhanh lắm anh em ạ. Nhưng hôm nay thì trời nó hơi mưa nên là nó hơi ướt làm một chút, anh em nhìn thông cảm nhé. À, lô đi ra đây. Đi ra đây, lại đây. Đâu ngồi. Rồi, lại ngồi rất ok anh em ạ. À. Đấy, nhìn tập trung. Nhìn. Rồi, rồi, được. Nào, Miêu. Nhìn tập trung. Rồi, được. Miêu, nhìn tập trung. Rồi, được. Đấy, bình thường ra là nó rất nghịch, là nó có thể nhảy chồm lên, nhưng mà hôm nay mình cho nó ngồi nhìn tập trung, nhưng mà thấy là nó khá là ok anh em ạ. À. Đấy, hôm nay mới buổi tập thứ hai thôi, nhưng mà cái lệnh ngồi nhìn tập trung này thì nó rất dễ, nó không không khó như là cái lệnh đứng đi hay là bảo sủa. Đấy, nó rất khó thì mình cũng sẽ từng bước mình làm. Nào, Milo. Milo, nằm xuống. Nằm. Nằm cơ mà. Milo nằm. Nó không nằm anh em ạ. Nào, Milo nằm. Đấy. Chắc là cái lệnh nằm này mình phải cho nó luyện tập nhiều hơn, bởi vì là cái lệnh nằm là nó sẽ rất khó. Milo nằm. Nằm. Nằm hẳn xuống. Rồi, giỏi. Rất giỏi. Milo nằm. Nằm. Rồi, giỏi. Milo ngồi. Ngồi xuống. Rồi. Nhìn tập trung. Nhìn im. Rồi. Đó. Đấy. Năm. Rồi, rồi. Đi đâu? Năm. Năm xuống. Rồi, rồi. Năm im. Đấy, đọc làm cái thì bảo làm phát là nó đã đứng dậy rồi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay mới là buổi thứ hai thôi, thì để nó ngồi như thế này là đã khá là ok rồi anh em ạ. Thì nó cũng là tiếp thu khá là nhanh, nhưng mà còn một số lệnh là nó vẫn đang chưa nghe. Ngồi im, nhìn tập trung. Nhìn tập trung. Nào. Đấy, bảo tập trung, nó rất là tập trung đấy anh em ạ. Này, được không? Mình cho nó ngửa quá anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ thả nó ra để cho nó đi chơi, xong rồi mình sẽ gọi nó về xích để cho nó thành cái thói quen nha anh em. Rồi Milo đi chơi. Đi. Ra đây. Này đây. Nào Milo đi chơi. Đi chơi đi. Milo đi chơi. Về xích. Vào xích, ngồi. Milo ngồi. Ngồi xuống. Ngồi im. Rồi. Đấy. Mình sẽ tập như thế thì để nó sẽ quen. Thứ nhất là mình sẽ gọi về xích này, và mình sẽ lệnh cho nó ngồi đứng, và lệnh cho nó đi chơi. Nhưng mà đi chơi thì chắc là chưa được đâu anh em ạ, bởi vì là nó phải từng bước một, cái này nó không vội được. Đấy, như từ hôm qua đến hôm nay mà mình cũng buổi tập thứ hai thì mình cũng chỉ cho được ngồi thôi. Đấy, giờ nó mới học thành được cái lệnh ngồi. Đấy, ngồi nó không đi theo đâu nha anh em nhé. Đấy, kể cả mang ngồi ấy, nó cũng không đi theo đâu. Nào, Milo ngồi. Ngồi xuống. Ngồi. Rồi, nhìn tập trung. Ai, đấy, anh em. Milo ngồi nhìn. Nhìn tập trung. Đấy. Rồi, nhưng mà cái lệnh khó nhất là cái lệnh nằm. Mình sẽ phải rèn cho nó nhiều cái lệnh nằm. Nằm. Milo. Nằm xuống. Rồi, ok. Giỏi lắm. Milo, nằm. Milo, nằm. Rồi. Đấy, bởi vì là lệnh nằm thế thôi, có nó cũng phải có con thì nó sẽ lĩnh ngộ được từ từ. Milo. Nằm. Nằm xuống. Rồi, nằm im.
Ví dụ, nào. Đấy. Anh em thấy buổi tập thứ hai của nó em nó thế nào? Đấy, buổi tập thứ hai đấy. Ví dụ, nằm. Rồi. Ví dụ, đứng. Đứng này. Đứng này, rồi. Đấy, hôm nay mình sẽ thêm bổ sung cho nó thêm cái lệnh đứng nữa luôn. Đấy, đứng là nó sẽ đứng như thế này. Ví dụ, ngồi. Ngồi. Ngồi xuống. Ví dụ, ngồi. Ngồi. Ví dụ, ngồi xuống. Này đây. Nào, ví dụ, này đây. Này đây. Thì lại đây. Rồi, ngồi xuống. Rồi, nằm. Rồi. Đứng lên. Ví dụ, đứng. Đứng lên này. Lệnh đứng ở nó thì cũng chưa được dạy đến bao giờ, cho nên là ví dụ đứng. Đứng ngay này. Rồi, ok. Rồi. Nào, ví dụ nằm. Nằm. Nằm xuống. Rồi, ok. Đấy, khá tuyệt vời. Nằm im. Ví dụ nằm. Nằm xuống. Nó rất khó anh em ạ, nó thấy không có thức ăn thôi. Không có thức ăn cái là nó không xuống đâu. Nhưng mà mình sẽ dần dần, chắc là chỉ 1-2 buổi nữa thôi thì mình sẽ bỏ dần thức ăn nó đi. Bởi vì là cho nó ăn nhiều quá cũng không tốt. Cho nó ăn nhiều quá thì nó sẽ thành hư. Không biết anh em như thế nào nhưng mà với mình thấy nó là như thế. Nào. Nào, Milo, nằm. Nằm xuống. Rồi, đấy. Mày chưa quen cái lệnh nằm, người ta phải cho mày tập nhiều cái lệnh nằm. Lộ nằm. Nằm xuống. Rồi, đói. Milo ngồi. Ngồi. Ngồi xuống. Ngồi im. Ngồi im tập trung. Đứng lên. Đứng. Rồi, đứng im. Được. Rồi nào. Nào, ví dụ, nằm. Nằm xuống. Nằm mà nói. Rồi, rồi. Đấy. Cứ rèn nhiều chắc một tuần thì sẽ thành thạo hết mấy cái động tác này anh em ạ. Nào, ví dụ, nằm. Nằm xuống. Đấy, nó biết có mồi thì nó mới nằm đấy anh em ạ. Không có mồi nó cũng không nghe đâu. Đây, bây giờ mình hết mồi nhá, mình sẽ quát nó ngồi. Milo ngồi. Ngồi xuống. Milo ngồi. Ngồi xuống. Đấy anh em thấy không? Nó mình không ngồi là nó không xuống đâu, nó không làm đâu. Đấy anh em không ngồi đấy. À đây. Rồi. Nào, Milo ngồi. Ngồi xuống. Ngồi. Milo ngồi xuống. Phạt nha. Không ăn. Milo nằm. Rồi, giỏi. Nào, Milo nằm. Nằm xuống. Nằm im. Rồi, giỏi. Milo nằm. Nằm xuống. Rồi, giỏi. Milo nằm. Rồi, rồi. Ví dụ đứng lên, đứng. Rồi, rồi. Đấy. Rồi, chắc là buổi tập của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Thì mình cũng xin cảm ơn toàn thể các anh em đã lắng nghe theo dõi. Và cũng xin chúc cho các anh em có được một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thế còn anh em nào thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Còn anh em nào thấy vấn đề gì sai sót thì anh em có thể góp ý ở bên dưới cho mình nhé. Thì mình xin cảm ơn toàn thể các anh em.